Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay đem về cho anh em một số mẫu xe rẻ nữa anh em. Con này chỉ có ba mấy triệu thôi, quan trọng là chỉ có 34 triệu thôi, xe cực kỳ mới luôn ha. Đây là em Suzuki GSX-R, là một trong những con 150 mạnh nhất hiện tại. Su có Smart Key, quay cho anh em coi. Thì xe này á, nguyên cái nước sơn á, còn zin nguyên bản luôn nha anh em. Nó còn mới luôn, rất là mới. Đây nó có Smart Key nha. Anh em chơi con này thì xài Smart Key. Cái bộ Smart Key của nó cũng mắc lắm anh em. Để cho anh em nghe tiếng máy. Thì con này mình sẽ lướt nhanh thôi, tại là hôm nay mình sẽ nói một cái em khác. Thì đương nhiên những em xe lướt này là đương nhiên là xe zin rồi. Cái dàn áo nó còn chưa qua một lần dặm tút luôn anh em. Nói chung là dàn áo zin từ đầu đến cuối rất là đẹp, xe cực đẹp luôn ha, khỏi phải bàn anh em nữa. Anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình. Ba mấy dít có một em Suzuki GSX cực đẹp. Rồi em quay bên góc này cho anh em coi chưa, bên góc này là đó, cho anh em coi góc này. Thì xe nó mới lắm anh em, cái dạng áo cực kỳ mới luôn anh em, ngồi nhìn mà rờ mà không nhức nách sao đó. Rồi thì hôm nay đặc biệt đó là mình đem đến cho anh em một cái con xe Ninja 300 phân khối, nhưng giá chỉ bằng một em R15 mới thôi. Đó, chỉ có 60 mấy triệu thôi nha anh em. Anh em lấy bô thì gửi thêm 1 triệu nha anh em. Đây, nguyên set bô nè, quay đây. Đó. Nguyên set bô. Rồi, cho anh em nghe tiếng bô cái. Em quay xa ra tại thu bít mà đâu có thu cái đó đâu mà phải. Không, em cứ quay qua đây đi, tắt quay qua đây rồi tắt máy, em quay vòng ấy, quay qua đây tại vì cái mic nó nằm đây nè, chứ không phải em đưa cái máy vô là thu. Rồi anh em nghe tiếng bô. Và đây là một trong những em Ninja 300 hiếm nhất mà mình mua được ha. Thứ nhất là nguyên cái dàn nước sơn nè anh em, đó, nước sơn là còn zin từ đầu đến đích luôn, tại anh chủ xe này cũng để xe ở trong nhà. Con này thì từ đó giờ đi được 18.000 cây ha anh em ha. Rồi quay cái bình xăng nè, cái nước sơn zin và cái tem zin của nó vẫn giữ nguyên bản. Cái con này vẫn giữ nguyên bản là bởi vì chủ xe trước có dán keo á, mình lột keo ra rồi. Đó. Bình xăng nè anh em, vẫn nguyên bản luôn. Nguyên cái màu sơn từ lúc mới dắt hãng ra anh em. Đây, cái đuôi nó mới đẹp nè. Đó, nguyên bản tem Ninja 300 bây giờ khẳng định anh em luôn, rất là hiếm xe nào mà còn nguyên bản như con này. Thì mình bán cho anh em 60 mấy triệu thôi nha anh em. Anh em nào thích thì cứ alo cho mình. Xe có bộ độ, giá đỡ điện thoại. Khẳng định với anh em luôn là con này là còn nguyên bản hoàn chỉnh nhất, chưa có chày tem zin. Sơn zin vẫn còn, là chưa có chày cái tem zin luôn. Cái tem zin nó vẫn còn nguyên bản cực kỳ mới, anh em coi trong clip anh em thấy rất là đẹp. Rồi, thì ở đây có Ninja 300 nè, Ninja 400 nè, Ninja 650 luôn, tha hồ cho anh em lựa. Đó, bây giờ mình lướt từ Ninja 300 ha. Đó, rồi bây giờ qua Ninja 400. Đó. Cái con này á thì vô 2 đĩa lên đầu của ZX6R nha anh em, cho nên nhìn nó bự hơn con Ninja 650. Em này là chỉ có 99 triệu thôi nha anh em. Đó, 90 mấy triệu là anh em sở hữu. Cho anh em nghe tiếng bô Ninja 400 luôn. Hai con xe cùng lên một loại bô, cùng cây bô giống nhau luôn nha anh em. 400 nó sẽ mạnh hơn chút xíu. Bình thường á, mình quay clip á là mình sẽ cắt đi cái khúc mà mình để máy lên, mình cho anh em nghe khúc nổ tiếng bô thôi cho nó tiết kiệm thời lượng. Nhưng mà dạo này mấy anh em á vô, mấy anh em dạy là phải để máy lên để cho nhớt nó bơm lên đó, thì mình để vậy luôn, khỏi cắt như hồi xưa nữa. Mất công mấy anh em vô dạy là phải để máy
cho nhớt nó bơm lên đồ này nọ. Đó, khỏi cắt luôn. Rồi, cho anh em nghe, đó là tiếng bô. Cái Ninja 400 có thể là nó cái hơi hám nó hơn chút xíu. Rồi, bây giờ mình qua Ninja 650, ba con luôn, cùng một màu luôn ha anh em ha. Cùng một màu luôn. Rồi. Cho anh em nghe tiếng Ninja 650. Rồi, anh em cảm thấy tiếng bô nào hay nhất ha anh em ha. Thì ngoài những mẫu đó ra mình giới thiệu cho anh em thì vẫn còn có CBR nè. Đó, R15 nè. Đó, R15 đen cực đẹp nè, R15 xanh nè, đầy đủ hai màu, chỉ có 4X thôi, 4X nhỏ xíu xíu thôi là anh em có thể sở hữu. Còn CB anh em mà thích ABS thì anh em có thể chọn CBR 150 ha. Con này là 2022, hai con rồi sau là 2020. Đó, anh em nào thích thì cứ inbox cho mình. Số điện thoại 0916640653 là có thể sở hữu cái mẫu xe ha. Thì bên mình á có nhận giao lưu trao đổi mọi loại xe. Ví dụ anh em có xe này anh em muốn đổi xe kia, bên mình nhận giao đổi cho anh em luôn. Hoặc là đem mua xe, ví dụ anh em mua xe Ninja 300 bên mình, anh em đi anh em chán anh em muốn đổi lên 650 thì mình có hỗ trợ đổi cho anh em luôn. Đó, anh em cứ thoải mái ha. Thì đó là đây hôm nay là nhân vật chính của ta, đó là em Ninja 300 hot và em GX cực rẻ. Đó, còn mấy em kia thì clip trước mình có quay rồi. Nói, mình phải nói là cái em Ninja 300 này là rất là đã luôn. Mà phải nói là đẹp hơn những con trước. Tại vì nó còn, thứ nhất là anh em có thể nhìn thấy là tem zin, sơn zin, mọi thứ là nó còn chưa có sức mẻ luôn á anh em. Có thể nói là chưa có chạy luôn á. Nó chưa có chạy xíu luôn cái sơn zin, tem zin. Là có thể thấy là anh chủ xe rất kỹ luôn. Cực kỳ kỹ tính, cực kỳ kỹ ha. Rất là kỹ luôn. Thấy là cực đẹp, kỹ hay không là do người bán cho mình thôi. Mình về là mình rửa lại sạch sẽ một phần đó thôi. Còn kỹ hay không là người bán. Còn em này cũng vậy, em này cũng là mới, tại em này mẫu mới mà. Em này 2020 thì không nói, còn em này 2016, 2017 thì nó khác. Còn em này 2020 thì nó mới, thì xe mới thì nhiều. Xe cũ thì ít nhưng mà xe mới thì nhiều. Còn em này rất là lâu mà đẹp. 300 á, con này nó mạnh hơn CBR 250 nha anh em lưu ý. Con này nó mạnh hơn CBR 250. Kệ, con này cũng 300 phân khối lận, con này cái ABS trước sau nha anh em. Đó, bây giờ giá rất tốt cho anh em chơi. Rồi, ok anh em. Anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình nha. Cảm ơn anh em, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe nha anh em. Đó, anh em nào cứ mua xe gì thì cứ inbox cho mình thì mình sẽ rep anh em. Rồi, ok, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là tuyệt vời và coi những cái clip xe thật cực kỳ bổ ích cho anh em ha. À, còn cái nữa anh em hỏi mức tiêu hao nhiên liệu nhớt ha. Thì con Ninja 300 này chỉ có 1 lít mấy nhớt thôi, 1 lít 8 nhớt thôi. Rồi tiêu hao nhiên liệu nó khoảng tầm 25-27 cây một lít. Ninja 400 thì nó cũng na ná giống vậy đó, nhưng mà con này thì rẻ hơn, này rẻ hơn nhiều. Còn Ninja 650 đó cũng ngang ngang à, tự nhiên mấy con này nó ngang ngang anh em, nó chênh lệch chút xíu à. 650 á, anh em tin không, cái con 650 ở trong á, thậm chí á, nhớt á, nó còn ít hao hơn nữa, nó còn chỉ có 1 lít 6 nhớt thôi. Còn con Ninja 300 lại Ninja 400 là 1 lít 8 tới 2 lít, con kia chỉ là 1 lít 6 thôi. Anh em kinh khủng không, 650 nhưng mà nó lại tiết kiệm hơn. Đó, rồi anh em, cái đó là một cái chia sẻ của mình. Thì anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình. Ba em màu xanh đẹp tuyệt vời.